Chào các bạn, mình là Liz Hoàng, là đại diện tư vấn di trú tại Úc từ công ty Australia Pathway Consulting. Hôm nay mình sẽ giới thiệu với các bạn về Skill Assessment hay còn gọi là đánh giá tay nghề. Đây là điểm mấu chốt để được định cư tay nghề tại Úc. Đánh giá tay nghề là điều kiện đầu tiên và quan trọng nhất trong hầu hết các visa định cư tay nghề và visa vô chủ doanh nghiệp tài trợ. Tuy nhiên, rất nhiều bạn sinh viên vẫn chưa có tìm hiểu kỹ hoặc là quan tâm đầy đủ đến đánh giá tay nghề cho đến khi quá muộn. Ví dụ như là nhiều lúc các bạn đã học xong các cái chương trình học của mình hoặc là học xong các cái khóa Bachelor và Master thì mới biết được là mình không có đủ điều kiện để thực hiện đánh giá tay nghề, dẫn đến là các bạn bị lỡ cơ hội để nộp các cái hồ sơ visa định cư tay nghề tại Úc. Vì vậy, team ABC sẽ chia sẻ với các bạn những các cái yêu cầu và những cái điểm lưu ý về đánh giá tay nghề của một số các cái ngành nghề phổ biến dành cho du học sinh Việt Nam tại Úc. Đánh giá tay nghề là gì? Đánh giá tay nghề là đánh giá của một cái tổ chức cơ quan Úc do Bộ Di trú chỉ định để thẩm định xem các ứng viên đã đủ điều kiện về kiến thức và cũng như là kỹ năng để thực hiện các cái ngành nghề của mình tại Úc. Và câu hỏi thứ hai các bạn thường hỏi là vì sao lại phải có đánh giá tay nghề? Như mình đã nói, hầu hết tất cả các visa định cư tay nghề hoặc là visa vô chủ doanh nghiệp đều yêu cầu các bạn phải có đánh giá tay nghề trước khi các bạn được nộp visa. Lý do là vì Bộ Di trú Úc muốn đảm bảo rằng là các ứng cử viên khi mà nộp các visa định cư tay nghề phải có đầy đủ các cái kiến thức và kỹ năng cần thiết để thực hiện các cái ngành nghề này tại Úc. Câu hỏi tiếp theo là tổ chức nào sẽ thực hiện đánh giá tay nghề? Thì đối với mỗi ngành nghề sẽ có một cái tổ chức được chỉ định để đánh giá thẩm định tay nghề của ngành nghề đấy. Ví dụ như ngành ICT sẽ có ACS, ngành Engineering sẽ có Engineering Australia, đối với ngành Cookery và Mechanic là sẽ là TRA. Và câu hỏi cuối cùng là các bạn hay hỏi là các điều kiện để đánh giá tay nghề là gì? Thì thông thường các cái yêu cầu để đánh giá tay nghề sẽ gồm có là bằng cấp này, kinh nghiệm, các cái license hoặc là registration là những cái chứng chỉ hành nghề. Ví dụ như ngành nursing là cần phải có registration. Ngày hôm nay thì mình sẽ giới thiệu các bạn về đánh giá tay nghề của ngành Cookery và Motor Mechanic. Đây là cái phần 1 của chương trình. Trong các cái chương trình kỳ sau thì mình sẽ giới thiệu về các cái đánh giá tay nghề của ngành Nursing, ngành Early Childhood, ngành ICT và ngành Engineering. Thì các bạn hãy chú ý theo dõi nhé. Trước tiên là về cái đánh giá tay nghề của ngành Cookery và Motor Mechanic thì cái tổ chức đánh giá là TRA hay còn gọi là Trade Recognition Australia và cái thời gian đánh giá ít nhất là 12 tháng. Vì vậy nên là các bạn nên lên kế hoạch rõ ràng để cho mình thực hiện được cái việc đánh giá tay nghề này đúng thời gian. Tiếp theo là loại visa nào cần phải có đánh giá tay nghề. Thứ nhất là đối với visa 485 dành cho các bạn vừa tốt nghiệp khóa Certificate 3, Certificate 4 dành của cái khóa Cookery và Motor Mechanic thì các bạn có thể làm đánh giá tay nghề để nộp cho cái visa 485 và các bạn sẽ được làm việc trong thời gian là 1 năm rưỡi tại Úc. Tiếp theo là các cái visa định cư tay nghề như là 189, 190, 491 và các cái visa tay nghề do chủ doanh nghiệp bảo lãnh như là visa 482, 494 hoặc là 186 thì tất cả các loại visa này đều yêu cầu các bạn phải có đánh giá tay nghề để có thể nộp được visa. Vậy thì cái chi phí để làm cái đánh giá tay nghề của hai ngành này là như thế nào? Thì cái đánh giá tay nghề của hai ngành này là bao gồm 4 cái giai đoạn. Ở cái step 1 thì là người ta gọi là Provisional Skill Assessment để dành cho các bạn xin visa 485 thì cái phí là 300 đô. Giai đoạn 2, step 2 là Job Ready Employment là phí là 500 và cái step 3 là Job Ready Workplace Assessment phí là 2000 và cái bước cuối cùng là step 4 là Job Ready Final Assessment phí là 150 đô. Các bước để làm đánh giá tay nghề cho hai ngành này như thế nào? Thứ nhất là ở bước thứ nhất thì các bạn cần phải học xong các cái Certificate 3, Certificate 4 của ngành Cookery hoặc là Light Vehicle. Thì sau khi các bạn học xong cái Cert 3 và Cert 4 thì các bạn phải chuẩn bị đầy đủ 360 giờ
có bao gồm là 360 giờ trong cái phần thực hành, trong quá trình bạn học hoặc là trong cái lúc mà bạn đi làm việc. Khi mà các bạn đủ hai cái tiêu chuẩn này rồi thì các bạn có thể hoàn tất cái step 1, và khi mà các bạn có cái provisional skill assessment của step 1 thì các bạn có thể apply vào cái visa 485 một năm rưỡi để các bạn có thể đi làm và hoàn tất các cái bước còn lại. Ở cái step 2 là job ready employment thì các bạn cần phải có visa để đi làm, và các bạn trong thời gian đi làm đó thì mình phải chuẩn bị hai cái báo cáo gọi là employment verification report và cái skill progress report trong cái quá trình mà các bạn làm. Và khi mà các bạn tích lũy được 863 giờ trong 6 tháng thì các bạn bắt đầu có thể chuyển sang cái step thứ 3. Cái step thứ 3 là job ready workplace assessment, thì ở cái step này thì TIA sẽ cử cái người đại diện đến để đánh giá cái thẩm định cái tay nghề của các bạn tại nơi làm việc. Khi mà các bạn đã đáp ứng được cái nhu cầu của step 3 thì các bạn bắt đầu có thể vào cái step thứ 4. Và step 4 là step cuối cùng, job ready final assessment. Thì ở cái step này thì yêu cầu các bạn là hoàn tất các cái báo cáo EVR, và các bạn phải có được cái bằng chứng là mình đã làm việc được 1725 giờ, và trong 1725 giờ này trong ít nhất là một năm. Thì sau khi các bạn hoàn tất cái step 4 là các bạn có thể lấy được cái là independent skill assessment, và với cái đánh giá tay nghề này thì các bạn hoàn toàn có thể nộp các cái visa định cư tay nghề hoặc là visa do chủ doanh nghiệp tài trợ. Những điểm lưu ý khi mà mình làm cái phần đánh giá tay nghề của hai cái ngành này, thì thứ nhất là ở step 1 là 360 giờ mà các bạn làm phải trong vòng 3 năm. Ví dụ như nếu mà các bạn bây giờ là năm 2020 mà các bạn học vào năm 2016 thì tức là nó đã quá cái thời hạn 3 năm, thì những cái thời gian mà các bạn thực hành ở trong khóa học sẽ không được dùng ở trong cái step 1 này được. Đối với step 2 thì các bạn phải có cái student visa trong ít nhất là ít hơn 4 tháng, và phải có cái visa mà cho phép các bạn làm việc không giới hạn thời gian thì các bạn có thể làm được cái step 2. Ở step 3 thì là TIA sẽ cử người đánh giá đến nơi làm việc của bạn để đánh giá các kỹ năng của bạn. Và ở step 4 là step cuối cùng, thì các bạn lưu ý là 1725 giờ các bạn làm phải trong ít nhất là 12 tháng. Thì như vậy thì các bạn không thể làm nhanh hơn đối với cái đánh giá tay nghề này được. Và các bạn phải có một cái kế hoạch rõ ràng để mình có cái thời gian để mà mình làm được cái đánh giá tay nghề đúng thời hạn. Vậy thì team ABC có thể hỗ trợ được bạn những gì trong cái quá trình thực hiện đánh giá tay nghề? Thứ nhất là ở step 1 là step đầu tiên và quan trọng nhất, vì các bạn cần phải giải trình đầy đủ và hợp lý những cái ngành nghề mình đang muốn xin đánh giá tay nghề. Và cái step 1 này các bạn cần phải hoàn thành xong thì các bạn mới đi được đến các cái step kế tiếp. Và ở cái step 2 và 3, chúng tôi sẽ hỗ trợ các bạn, hướng dẫn các bạn làm những cái báo cáo để các bạn đáp ứng được cái điều kiện của TIA. Và ở step cuối cùng thì chúng tôi sẽ giúp các bạn lấy được cái full skill assessment. Và quan trọng hơn hết là sau khi các bạn lấy được cái đánh giá tay nghề thì các bạn sẽ biết được là mình cần phải nộp theo cái visa, dạng visa nào là phù hợp cho mình và đưa lại kết quả tốt nhất cho mình. Để liên hệ với team ABC thì các bạn có thể liên hệ với team ABC qua email, số điện thoại, qua website hoặc là Facebook của công ty. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và chúc các bạn thành công với đánh giá tay nghề của mình.